Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến anh em một siêu phẩm đồng hồ nữa. Chiếc đồng hồ này thì như anh em có thể thấy thì nó là chiếc đồng hồ Ubli, hay còn gọi là King Master, một trong những chiếc đồng hồ rất là lớn. Nó có một cái form dáng rất là quyền quý. Đã là King Master thì có lẽ là nó là bự nhất, to nhất và chất liệu nó làm rất là tốt. Thì như anh em có thể thấy thì cái dòng xanh men ngọc này bên em bán tương đối là nhiều, nhưng mà những cái con xanh đấy thì là nó sẽ không có nhạc chuông, nhưng mà con này có nhạc chuông đấy, nên là nó rất là độc. Và những cái con mà có nhạc chuông thì thường anh em sẽ thấy là nó sẽ khá là đắt. Con này thì toàn bộ từ trên thân của nó cho tới dưới đáy đế này đều được làm bằng kim loại và được phủ men và vẽ hoa văn họa tiết hoa hồng rất là đẹp, anh em có thể thấy. Này nó vẽ vàng nhá. Trên này anh em có thể thấy. Và con này nó đến 6 cái trụ thanh nhôm nằm ở xung quanh, anh em có thể thấy. Đó, nằm ở dưới. Đó, 1 2 3 4 5 6. Rất là đẹp. Và cái mặt của nó này, mặt số La Mã. Made in Dai Bang nha anh em. Rất là đẹp. Con này thì nó có kích thước cái chiều cao nó lên tới 53 55 phân. Và cái đế này không, nó đã là 35 phân, nó rất là lớn. Nhìn trên hình thì anh em có thể thấy là nó đơn giản, nhưng mà ở ngoài thì nhìn nó rất là bự. Anh em có thể nhìn thấy cái quạt Hitachi quạt lửng kia không? Con đấy là cánh 35 ấy. Mà để cùng với cả cái con này nhìn nó rất là bự. Thực ra khi mà anh em mà chơi đồng hồ mà nhìn thấy con này sẽ rất là choáng, tại vì cái form dáng nó rất là bự, rất là lớn. Nó khác xa với những chiếc đồng hồ Ubli nhỏ bình thường. Và cái điều đặc biệt là nó rất là nặng, toàn thân là kim loại mà. Đó. Con này thì cứ 15 phút nó sẽ điểm chuông một lần. Bản nhạc của nó là bản nhạc Westminster. Đó. Nhạc chuông điện tử, sử dụng một quả pin đại. Đó. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua chiếc đồng hồ siêu gấu này nhé. Cảm ơn tất cả anh em.